Kính chào quý vị, Phương Thảo rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin mới nhất. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Kính thưa quý vị, tin tức đầu tiên trong bản tin của kênh 24 giờ ngày hôm nay là tình hình nắng nóng diện rộng trên khắp cả nước. Nắng nóng hầm hập trên khắp cả nước, nhiệt độ cao trên 40 độ. Theo dự báo của chuyên gia, đợt nắng nóng trên diện rộng dài nhất từ đầu năm nay sẽ có cao điểm tập trung vào ngày 17 và các ngày 21, 23 tháng 5. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 là ngày nắng nóng đầu tiên trong đợt nắng nóng diện rộng thứ hai trong tháng 5. Ở tỉnh Hòa Bình, khu vực từ tỉnh Nghệ An đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến là 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Như thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 37,9 độ, huyện Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh 37 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến trong khoảng 45 đến 60%. Thậm chí ở một số khu vực của tỉnh Nghệ An như huyện Quỳ Hợp, huyện Tương Dương, thị xã Thái Hòa có mức nhiệt độ trên 42 độ C. Đánh giá về diễn biến của đợt nắng nóng này, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của hoán lưu vùng áp thấp nóng và hiệu ứng phơn, từ ngày 16 tháng 5 ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, một số nơi ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Từ ngày 17 tháng 5 trở đi, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở cả Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Theo ông Hưởng, đây là đợt nắng nóng trên diện rộng kéo dài nhất từ đầu năm tới giờ. Ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung, cao điểm nắng nóng tập trung vào ngày 17, các ngày 21 đến ngày 23 tháng 5. Trong đó, khu vực vùng núi phía Tây, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi là vùng nắng nóng gay gắt nhất, với nhiệt độ phổ biến từ 38 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Chúng tôi lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng là nhiệt độ đo đạc trong lều khí tượng. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Ông Hưởng nhấn mạnh và cho hay, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới ngày 23 tháng 5. Đánh giá về tình hình nắng nóng năm nay, ông Hưởng thông tin, do hiện tượng ENSO chuyển sang trạng thái trung tính trong các tháng 5 và 6, sau đó trong nửa cuối năm có khả năng chuyển sang pha nóng El Nino với xác suất khoảng 70-80%, có thể kéo dài sang năm 2024, nên nhiệt độ các tháng trong năm 2023 dự báo có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn. Trung bình số ngày nắng nóng trong năm 2023 xuất hiện nhiều hơn so với năm 2022, ông Hưởng nói. Sau đây là dự báo chi tiết các vùng miền trên cả nước ngày hôm nay. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Ban ngày có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, riêng vùng núi có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thanh Hóa, Từ Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ, nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Đà Nẵng, Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-39 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam 33-36 độ. Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp theo là thông tin về dông lốc và ảnh hưởng nghiêm trọng của việc nắng nóng trong những ngày qua trên cả nước.
Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. An Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả dông lốc. Tối ngày 15 tháng 8, Thượng tá Hoàng Văn Đặng, Bí thư Đảng ủy Chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã có mặt kịp thời để giúp đồng bào khu vực biên giới khắc phục hậu quả thiên tai, dọn dẹp sửa chữa nhà cửa sau trận mưa lớn kèm theo dông lốc đã xảy ra vào chiều cùng ngày tại xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Trước đó vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5, trên địa bàn xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã xảy ra mưa dông kèm theo dông lốc, khiến 19 căn nhà của người dân trên địa bàn tỉnh đã bị tốc mái. Thiệt hại cụ thể: 6 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn, 5 căn nhà bị hư hại 50%, 8 căn nhà bị hư hại 30%, chưa có thiệt hại về người. Địa phương đang thống kê tổng thiệt hại về vật chất. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Đảng ủy chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương đã đến thăm động viên các hộ dân bị thiên tai, đồng thời huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng với chính quyền, các lực lượng và người dân tập trung xử lý hậu quả của dông lốc, hỗ trợ giúp đỡ các hộ dân dọn dẹp và sửa chữa nhà cửa, đường xá, hoa màu. Đồng thời đơn vị cử quân y chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh phòng dịch, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống. Hiện đơn vị tiếp tục hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả dông lốc, sớm ổn định cuộc sống. Hiện tại đơn vị vẫn đang tiếp tục hỗ trợ đồng bào thu dọn đồ đạc, tận dụng vật tư còn sử dụng được, khẩn trương làm lại nhà. Những hộ bị sập hoàn toàn có người già và trẻ em, đơn vị sơ tán về những địa điểm an toàn chờ làm lại nhà. Chúng tôi cố gắng và khẩn trương nhất có thể để đồng bào sớm ổn định cuộc sống. Thượng tá Hoàng Văn Đặng cho biết thêm, ô tô liên tục cháy trong nắng nóng ở Hà Nội, liên tiếp cháy ô tô trong những ngày nắng nóng. Cảnh sát đưa ra khuyến cáo, trong 2 ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua tại Hà Nội xảy ra 3 vụ cháy ô tô gây thiệt hại về tài sản. Để phòng tránh hỏa hoạn đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã đưa ra khuyến cáo, 3 vụ cháy ô tô giữa ngày nắng nóng đỉnh điểm. Trong 2 ngày qua liên tiếp 3 vụ cháy ô tô đã xảy ra tại các quận Ba Đình, Đống Đa và huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Cụ thể vào khoảng 10 giờ 30 ngày 17 tháng 5, ô tô mang biển kiểm soát 29A781XX đang lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng hướng từ Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh thì bốc cháy. Thời điểm ô tô trên do ông HTT sinh năm 1976 trú tại Đống Đa điều khiển, phát hiện xe bị cháy, tài xế T và người dân xung quanh đã sử dụng bình cứu hỏa cầm tay và nước để dập tắt lửa. Đến 12 giờ cùng ngày, ô tô mang biển kiểm soát 30K227XX đang đỗ trong khuôn viên của Trung tâm Thể dục Thể thao quận Ba Đình cũng bất ngờ bốc cháy. Khi phát hiện sự việc, bảo vệ của trung tâm đã dùng bình chữa cháy cầm tay để dập tắt lửa nhưng bất thành. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn. Hơn 14 giờ ngày 18 tháng 5, ô tô 7 chỗ mang nhãn hiệu Chevrolet Captiva chưa rõ biển kiểm soát lưu thông trên quốc lộ 32 đoạn qua xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, hướng từ trung tâm Hà Nội đi huyện Sơn Tây. Đến khu vực gần cầu sông Đáy, xe này bốc cháy ở dưới nắp capo. Tài xế phát hiện sự việc và chạy ra khỏi xe. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện Phúc Thọ đã điều động một xe chữa cháy cùng với cán bộ chiến sĩ để đến hiện trường để dập lửa. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên toàn bộ xe đã bị thiêu rụi. Không nên đổ các thiết bị điện trên ô tô. Đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an cho biết, trong những năm qua, nguyên nhân dẫn đến cháy ô tô là do sự cố từ hệ thống điện, chập điện, quá tải, đánh tia lửa điện và phóng điện. Vì vậy, người sử dụng phương tiện không nên lắp đặt các thiết bị, phụ kiện có thể tiêu thụ điện như thiết bị bảo vệ, còi, đèn. Hoặc nếu lắp thêm phải đảm bảo an toàn, không bị quá tải về điện. Chủ xe cần tuân thủ các quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định. Việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nên được thực hiện ở những nơi có uy tín, đảm bảo chất lượng, chủ động kiểm tra, phát hiện, khắc phục kịp thời các sự cố, hỏng hóc khi có dấu hiệu khác thường. Đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cho biết, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng, chủ xe không để các chất dễ cháy, dễ bắt cháy trong xe. Chủ các phương tiện cần tự trang bị các bình chữa cháy phù hợp. Với những ngày nhiệt độ ngoài trời lên tới 39-40 độ C, nhiệt độ trong xe có thể cao hơn 60 độ C. Chủ xe cần có biện pháp che chắn cho những phương tiện khi dừng đỗ dưới trời nắng trong thời gian dài. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khuyến cáo, đối với các điểm trông giữ xe, phải trang bị đầy đủ các loại phương tiện chữa cháy theo quy định và hướng dẫn của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhân viên làm việc ở khu vực này phải có kiến thức và được huấn luyện đào tạo thành thạo các biện pháp, phương pháp chữa cháy, xử lý sự cố ban đầu. Đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nhấn mạnh, cần bình tĩnh xử lý tình huống cháy. Đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cho rằng, khi xảy ra cháy nổ hoặc phát hiện thấy có khói, nhiệt độ cao bất thường, cần bình tĩnh, khóa ổ điện, đỗ xe ở lề đường, xa nơi tập trung đông người, nơi có nhiều chất dễ cháy. Khi cháy ô tô, cần tìm mọi cách để đưa người thoát ra xe một cách nhanh chóng và tìm cách chữa cháy. Khóa ngay bình xăng nếu có thể, dùng bình chữa cháy, cát hoặc nước để chữa cháy, đồng thời hô hoán mọi người đến cứu trợ và chữa cháy. Đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cho biết, ngoài ra người dân
gọi điện báo ngay cho cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc cho công an, chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp chữa cháy và có biện pháp xử lý phù hợp. Nếu không có khả năng dập tắt đám cháy, cần nhanh chóng rời xa phương tiện đang cháy về vị trí an toàn. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.